bắt đầu có quả này. Đây cái cây này nở này. Nở, bắt đầu nở quả đào. Chú ghim được mấy mấy cái này, ba cái ghim này. Chỉ có ba ghim mấy. Cái này rộng cái này không phải quay nó lại nữa nhỉ. Dày dần đi quay gần chết. Không mất thời gian quay. Một me thì mới quay. Người ta trồng một me là quay. Mỗi vùng một kiểu. Toàn bộ là kim thiên hoàng ấy nhỉ. Ừ. Cái này trồng trước cái kia bao nhiêu ngày à? Toàn. Tuần nữa là được. Tuần nữa thì cái này sắp tròn quả rồi. Đã đến được bán là ngang nhau. Bán là tranh nhau ba ngày. Thằng kia 3 ngày nữa cấm ngoạn thì rất là ngày 3 ngày. Tại vì cái này hôm trước nó gặp lạnh. Nó chậm hơn. Hôm nay nắng thì nó chuẩn bị đuổi kịp nhau. Một cái khuôn, một cái cha, cái kia cha. À. Khuôn mang về nhà. Khuôn lá chuối á. Đó, bỏ lại chuối hay mà. Ui, đất quá. Sạch vậy nhỉ. Hôm trước chú trồng lúa đúng không? Trồng lúa được thì nó sạch. Mà thiên hoàng này sợ gì? Thiên hoàng này ít bệnh. Mình mông bát ngát. Đây là đang định thân định vị. Đấy. Ok nhá. Lá thứ 7 là bắt đầu để nhánh để cho quả đây. Đây, 1 2 3 5 6 7, lá thứ 7 là bắt đầu để nhánh. Chào anh Phúc nhá. Đây. Lá thứ 7 này bắt đầu để một chành này, cành này. Và trên cái lá này là cái cành này là có quả thì mình sẽ chọn một trong quả một trong ba cái cành đây. Lá thứ 7, lá thứ 8 là mình sẽ để tiếp. Cái 7, 8, 9 là mình để đấy. Để ba cái. Còn phải ngắt hết. Tổng trên trồng thu lá trên thân là khoảng 25 lá. Bắt đầu nở rồi chú ạ. Bắt đầu này nở mai nở rộ. Mai nở rộ luôn. Bắt được đúng nắng rồi. Ngon rồi. Hôm nào 20.000 một cân nữa thì ngon. Bắt sẵn. Bắt một tuần mưa rồi. Bắt trúng nắng này đậu lắm. Phá hồ mà loại. Hôm nào mà chú tỉa quả để cho cháu ít ít quả loại nhá. Quả vứt đi. Về làm chưa bao tử. Sao ăn? Muối muối. Muối chưa góp. Nửa cái ra 4 ghim. 4 ghim đẹp hơn. Nó đuổi nhiều quá, kể như thế này giờ cắm thêm ghim ngoạn. Nhưng mà thiên hoàng này trồng một sào phải được hơn nhiều nhiều hơn giống khác, nhiều cây hơn. Nhiều cây hơn, cái là này được khoảng 600. 508, 600. Hoàng hậu thì trồng thứ hơn thì. Lá nó dày nhỏ được cái là sâu bệnh không có mệt. Ôi trời ơi. Đường đi trơn trượt. Đây là xốp, đầu kia là xốp để người ta không làm quả kết quả. Thank you.
Ôi giời. Năm nay chú trồng mấy mấy xào Thiên Hoàng chú? Mẫu á? Thế thì độc Thiên Hoàng rồi. Chứ nghỉ anh Kiến ạ, dân họ vẫn đang làm á. Chục xào được giá thì kiếm thì trừ chi phí kiếm thì hơn 100 triệu được.